nhận định bóng đá Leicester với Crystal Palace. 2 giờ ngày 27 tháng 4, vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, Leicester đã thua gần một nửa số trận trên sân nhà tại Premier League mùa này. Đây là cái dớp mà bầy cáo cần phải vượt qua nếu muốn đổ bê tông vị trí trong top 4. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Leicester City đã giành được 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất cũng như vẫn đứng ở vị trí thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh. Tấm vé dự UEFA Champions League vào mùa sau đang rất sáng cửa với đội chủ nhà khi họ đang hơn các đội ngoài top. Cụ thể là West Ham với khoảng cách 4 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu có chiến thắng trước Crystal Palace tới đây, khoảng cách đó sẽ được nâng lên thành con số 7. Chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ rất cố gắng để có thể có được một kết quả có lợi ở vòng đấu thứ 33 này. Crystal Palace xếp ở nửa dưới với vị trí thứ 13 và gần như đã chắc suất trụ hạng ở mùa giải năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola hiện đang hơn Fulham 11 điểm và còn thi đấu ít hơn 2 trận. Chỉ cần giành thêm được 2 chiến thắng nữa là đội khách đã có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Phong độ gần đây của Crystal Palace là không được tốt với chỉ có được duy nhất một chiến thắng ở 5 vòng đấu gần nhất. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đối đầu với Leicester City khiến họ gặp một kết quả bất lợi. Trong 6 trận gần nhất đối đầu nhau, Crystal Palace đang nhỉnh hơn một tí với 3 chiến thắng so với 2 của Leicester City, còn lại là một trận hòa. Nhưng chiến thắng gần nhất của Crystal Palace đã xảy ra rất lâu từ năm 2019 và từ đó đến nay đội khách chưa một lần lặp lại thành tích tương tự. Với phong độ tốt hơn hẳn cùng lợi thế sân nhà thì 3 điểm sẽ thuộc về bầy cáo. Chuyên gia khuyên người chơi chọn đội chủ nhà. Soi kèo tài xỉu. Đã có tổng cộng 18 bàn thắng trong 6 lần gặp nhau trước đó giữa hai đội đạt hiệu suất trung bình 3 bàn mỗi trận. Với tỷ lệ kèo ở trận đấu này chỉ là 2,5 thì cả Leicester City lẫn Crystal Palace đều dễ dàng vượt qua con số trên. Do đó người chơi nên chọn tài là một quyết định chính xác. Soi kèo hiệp 1, Leicester City sẽ không khó khăn để áp đặt thế trận cũng như tạo sức ép ngay từ những phút đầu tiên nhờ được thi đấu trên sân nhà. Crystal Palace với hàng phòng thủ đã để thủng lưới tới 3 bàn trong 45 phút đầu tiên sau 2 trận đấu đã qua sẽ rất khó để chống đỡ được sức công phá bên phía đội chủ sân King Power Stadium. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Leicester City.